Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc. Hiện tại thì mình đang ở cầu đập Ông Chối nha. Ở bên đây thì là địa phận của Bến Tre. Giờ mình đi qua bên ngay chỗ này là xã Bình Hòa Phước của Long Hồ, Vĩnh Long. Này thuộc địa phận của Vĩnh Long rồi. Ở bên trái mình hình như có cái chùa, nhưng mà mình không thấy nó tên tuổi gì hết. Chùa này giống như là mới xây. Đa phần giờ chùa thì không thấy cổ kính như ngày xưa nữa, toàn nhìn mái tôn không à. Khúc này thì đang làm lộ bởi vì bụi nó cũng hơi bị nhiều. Ở đây hình như là đang giải phóng mặt bằng. Bây giờ mình đi thì cũng gần 11 giờ trưa rồi, bởi vì trời nó khá là nắng. Ở buổi trưa thì quán xá đây mình thấy không có khách khứa gì hết. Hai bên đây thì người ta cất nhà hết trơn. Ở phía trước mình có cái cổng á. Thật ra cái đó là cái đường ống dẫn cát á nha. Ở dưới mình thì người ta hay bơm cát lắm. Ví dụ như mấy bạn muốn lên đất ruộng mà lên đất vườn nha, cũng đa phần thì phải đi bơm cát. Cát đó thì người ta hút ở ngoài sông á, rồi người ta sẽ dùng máy người ta bơm lên trên, mà bơm lên bờ. Ví dụ như những cái hồ vậy nè, muốn lắp á thì mấy bạn kêu ghe cát lại bơm, hình như là 2-3 triệu gì một ghe, không biết nay bao nhiêu mình không biết, chứ mấy năm trước là mình bơm là khoảng 2-3 triệu gì một ghe. Một cái nền nhà thì bơm cũng khoảng 3 ghe cát là xong rồi, chứ còn không thì nếu mấy bạn kêu cát lắp thì nó khoảng gần 170-180 gì một khối, còn bơm cát vậy thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Thường những cái công trình làm lộ gì người ta bơm cát lắp cũng nhiều lắm. Đặc biệt là những người ta hay đi hút trộm cát. Thường ở đó ở đầu cột chỗ cầu Gạch Miễu mình là chỗ đó, đó đất cát nhiều lắm. Nó hút biết mà muốn sạt lở bờ chỗ đó luôn. Cái này nếu mà bạn quẹo phải thì mấy bạn chạy ăn chỗ quỹ ban. Còn giờ mình đi thẳng luôn nên mình đi lên chỗ phà Đình Khao. Cầu này là cầu Mương. Cầu này mình nghĩ chắc mốt phải làm thêm cây nữa quá, tại vì lộ nó mở rộng ra rồi. Khúc này thì chưa làm lộ xong. Có khúc bên Bến Tre mình thì thấy làm tương đối, chắc cũng khoảng 80% rồi. Rồi khúc bên đây mới giải phóng mặt bằng à. Ở ngày xưa cái lộ nó nhỏ vậy nè, hai bên cây cối đồ rất là mát. Còn bây giờ nó làm lộ rớn rồi, cây cối gọi đa phần là đúng trên sạch hết trơn. Với hồi đó dọc ở bên lộ nó có một cái bờ kinh nhỏ nữa, bởi vậy nó rất là mát. Rồi mình chạy qua khúc này là thấy là xanh mặt tới rồi. Chỗ này là bụi kinh khủng, bụi mà nắng nữa chứ. Này làm chắc năm sau đi chắc ngon lành rồi. Cũng may là đường này ít xe đi. Mỗi lần mà có chiếc xe bốn bánh nó chạy ngang ra là khói mình trời luôn. Xe chạy xuống này là chắc phà chắc mới vừa lên nè. Thường đi lại gần phà là nếu mà có xe lớn chạy vài chiếc vậy là thường là phà nó vừa cập bến.
đa phần thì mình thấy phà cập bến thì nó chạy liền thôi, mà kiểu này chắc ra ngoài phải ngồi đợi phà nữa này. Ở đây thì mình chạy một mình nó khỏe, cực là mấy người chở hàng, tại vì cái khu vực này thì người ta mua bán cây giống với mua bán trái cây đồ rất là nhiều, mà đa phần thì người ta chở bằng Honda không à, tại vì đi giao vậy thì nó mới có lời, chứ còn mà dạng mà đi xe tải đi xe qua lâm đồ thường là đi là nó tốn chi phí này chi phí kia đủ các kiểu hết. Nên là bạn thấy những cái chiếc xe Honda người ta làm những cái bệ người ta chở hàng rất là kinh, nhiều chiếc mà mình thấy nó chở còn dữ hơn là xe qua lâm nữa. Không phải là thanh niên chở không nha, nhiều khi mấy chị em phụ nữ chở hàng cũng kinh khủng lắm. Nhiều người chở mình thấy còn hơn cái đàn ông nữa. Ở đây thì mới làm lộ rồi nên nhìn nó khá là hoang sơ. Mình nghĩ chắc chừng năm nữa là nhà cửa sẽ bít bụng hết trơn. Chạy khúc lộ này xong là ê mông luôn. Và lên đây đỡ đỡ được chút xíu rồi nè. Thường thì đang làm lộ xe vật liệu nó chở nhiều lắm, bởi vậy nó rải rác, nó rớt ba cái đất cát đồ á, là bạn thấy bên tay phải mình á, thường những cái đất cát vậy đâu có ai quét dọn gì đâu, mà mỗi lần gió mà nó thổi qua một cái hoặc là xe lớn nó chạy ngang là khói bụi mịt mù luôn. Nếu đi xe du lịch thì mấy bạn không có cảm nhận được đâu, chỉ có đi xe gắn máy gì là mới cảm nhận được, nắng cháy da rồi thêm bụi mịt mù nữa, nhiều khi bụi nó bay trong mắt mà mở không lên luôn. Đi về là chiều là rửa mặt là chà ra là một lớp đất luôn, còn mắt thì dính được hai cục ghèn chà bá lửa. Bởi vì thường thường nhiều người người ta sẽ đi ra đường người ta đeo khẩu trang rồi thêm bịt cái mắt kiến nữa, nói chung là quấn bít bùng luôn, nhìn cứ như là ninja nha. Mấy bạn thấy người ta đi mua cây giống á, cái anh này là chở đi là còn ít đó, có 2 giỏ đó, nhiều người chở 4 giỏ hoặc là 8 giỏ nữa, chở 2 giỏ trước 2 giỏ sau. Này chắc mua cây giống về trồng hoặc là nhiều khi mua đi bán lại nữa. Ở đây thì tại vì đa phần bán giá gốc không mà khá là rẻ, mua gì về nhiều khi người ta bán lời được gấp đôi. Ở đây có người trồng thanh long nữa. Thanh long thường thường mình thấy ở dưới khu vực Gò Công với Long An hay cái chỗ nó trồng rất là nhiều, đặc biệt là cái mùa mà như là có trái hay trổ bông vậy đó, người ta bật đèn sáng suốt đêm luôn, như là trổ bông. Ở phía bên trái mình chỉ có cái chợ, mình thấy không có để tên.
nhưng mà coi trên bản đồ nó ghi là chợ Cầu Bắc. Này đang làm lộ nữa. Chợ thì giờ 11 giờ nên cũng tan chợ rồi. Ở đây thì gần chợ nên nhìn thấy nhà cửa nó đông đông được tí. Ở phía trước mặt mình là cầu Xã Cát. Nó đang xây thêm một cái cây cầu sát bên nữa. Ở còn phía trước mặt mình là Phà Đình Khao. Nếu tính ra mình thấy Phà Đình Khao này người ta đi đông hơn là Phà Tân Phú ở dưới kia. Mỗi lần đi phà là cái là mình nhớ tới phà Gạch Miễu ngày xưa. Giờ phải đi mua vé. Hồi nãy là đi phà Tân Phú là hết 8.000 rồi. Phà này không biết bao nhiêu tiền đây nữa. Lâu quá mình không đi mình cũng không nhớ nữa. Phà này là 4.000 một chiếc xe. Qua đi bộ cũng tính tiền nữa ta. Mình nhớ thường đi phà đi bộ đâu có bị tính tiền đâu. Chỗ này thì kiểm vé. Rồi bây giờ thì lại đây thì tiếp tục ngồi chờ đợi thôi. Rồi thường xe đông đông thì chắc đợi cũng không lâu đâu. Đi lại phà mà mình là người lại đầu tiên nên thường đợi là lâu nhất luôn á. Thường xe đông thì đợi chắc chừng 10 phút à. Sau một khoảng chờ đợi thì bây giờ cái cổng nó được mở rồi. Thường mình thấy xuống sông mà quay cảnh thì mình chả thấy được cái gì đẹp á, tại vì đa phần thì nó toàn là một màu xanh không à. Nước sông thì nhìn nó cũng xanh rồi thêm cây cỏ rồi bầu trời nữa, toàn là một màu không à. Đó, bạn nhìn đó, nhiều khi nhìn cái cảnh vật nó khá là buồn. Thường đi phà này thì mình lựa chỗ nào có cái cửa sổ mình đậu xe chỗ đó, thứ nhất là nó hóm, thứ hai là có thể là ló cái đầu ra để ngắm cảnh được. Chứ còn chạy ngay cái khúc mà chỗ hầm máy khúc gì giữa chỗ này nè, đứng chỗ đó mà đợi là một hồi là nó nóng kinh khủng chứ nó bị ngợp nữa. Bữa nào có trời có gió hay nó còn đỡ nha, trời không có gió là chết luôn. Còn không mày bỏ xe nó đi leo lên lầu ngồi hoặc là đi ra trước ngắm cảnh không gió đâu. Thường đi phà thì nó tốn khoảng chừng 10-15 phút mà. Nhưng mà sợ nhất là cái khâu chờ phà. Nhiều khi mấy bạn hên thì mấy bạn chạy lại mấy bạn đi liền. Khi xui đợi 15 phút là nửa tiếng đó là chuyện bình thường. Chứ còn cái khúc sông thì nó khá là ngắn. Giờ mình đi qua tới thành phố rồi nè. Này chạy chút xíu nữa tới rồi. Rồi clip mình kết thúc tại đây nha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip khác.